Cô Nhân xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay, cô rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều, bài 100, vần oi, vần ây và luyện viết oi, con voi, ây, cây dừa. Cô tin chắc rằng tất cả các em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập rồi đúng không nào? Hãy ngồi thật ngay ngắn, chú ý lắng nghe cô giảng và giữ khoảng cách thật phù hợp để không ảnh hưởng đến mắt cả em nhé. Sẵn sàng chưa nào? Cô trò chúng ta cùng bắt đầu tiết học hôm nay. Cô giới thiệu với các em, hôm nay các em sẽ học hai vần mới, đó là vần oi và vần ây. Mời các em nhắc lại với cô nào. Vần oi, vần ây. Một lần nữa. Vần oi, vần ây. Cô trò chúng mình cùng vào phần 1 làm quen nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình và cho biết đây là con gì? À, đây là con voi. Voi là một loài động vật sống trên cạn. Voi rất to lớn. Tuy nhiên, voi rất hiền lành và thông minh đấy các em ạ. Cô có từ mới, lắng nghe cô phát âm. Con voi. Nhắc lại cùng với cô nào. Con voi. Một lần nữa. Con voi. Trong từ con voi, tiếng nào chứa vần mới? À, tiếng voi có chứa vần mới đấy. Cô giới thiệu với các em, đây là vần oi. Lắng nghe cô phát âm. Oi. Oi. Mời các em nhắc lại cùng cô nào. Oi. Oi. Hãy cho biết vần oi gồm có mấy âm, đó là những âm nào? À, vần oi gồm có hai âm. Âm o đứng trước, âm y đứng sau. Đánh vần và đọc trơn cùng với cô nhé. O, y, oi. Oi. Lặp lại nào. O, y, oi. Oi. Hãy phân tích cho cô tiếng voi nào. À, tiếng voi gồm có âm vờ đứng trước, vần oi đứng sau. Cô đánh vần kết hợp với đọc trơn, các em chú ý lắng nghe nhé. Vờ, oi, voi. Voi. Mời các em lặp lại cùng cô nào. Vờ, oi, voi. Voi. Cùng cô đọc lại bài nhé. O, y, oi. Oi. Vờ, oi, voi. Voi. Con, voi. Các em tiếp tục quan sát lên màn hình và thử đoán xem đây là cái gì? À, đây là cái dừa để các em ạ. Dừa là một loài cây được trồng rất nhiều ở nước ta. Thân dừa cao và thẳng. Hầu như tất cả các bộ phận của cây dừa đều có ích để các em ạ. Đặc biệt là quả dừa. Quả dừa có cho chúng ta nước uống rất là tốt cho sức khỏe đấy. Cô có từ mới. Cây dừa. Mời các em phát âm cùng với cô nào. Cây dừa. Một lần nữa. Cây dừa. Trong từ cây dừa, tiếng nào chứa vần mới về các em? À, tiếng cây có chứa vần mới đấy. Và cô giới thiệu với các em, đây là vần ây. Lắng nghe cô phát âm. Ây. Ây. Nhắc lại cùng cô nào. Ây. 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 Vần ây gồm có mấy âm, đó là những âm nào? À, vần ây gồm có hai âm. Âm ở đứng trước và âm y dài đứng sau. Các em lưu ý, âm ở chỉ kết hợp được với âm y dài, không kết hợp với âm y ngắn các em nhé. Hãy đánh vần và đọc trơn cùng với cô nào. Ở, y, ây. Ây. Một lần nữa. Ở, y, ây. Ây. Bạn nào giỏi, phân tích tiếng cây nào. À, phân tích cùng với cô nhé.
Tiếng cây gồm có âm cơ đứng trước, vân ấy đứng sau. Đánh vân và đọc trơn cùng với cô nhé. Cơ, ấy, cây. Cây. Một lần nữa nào. Cơ, ấy, cây. Cây. Đọc lại toàn bài cùng với cô nhé. Ở, y, ây. Ây. Cơ, ấy, cây. Cây. Cây dừa. Các em vừa được học hai vần mới, đó là hai vần nào? À, đó là vần oi và vần ây. Hai từ mới là hai từ nào? À, từ con voi và từ cây dừa. Mời các em đọc lại nào. Để giúp các em nhớ hơn những vần và tiếng từ chúng ta vừa học, cô cho chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập nhé. À, hãy lắng nghe cô nêu yêu cầu của bài tập 2 nào. Tiếng nào có vần oi? Tiếng nào có vần ây? Cô có tất cả 6 hình. Đây là hình số 1, hình số 2, hình số 3, hình số 4, hình số 5 và hình số 6. Hình số 1, đây là ngôi nhà để các em. Và ngôi nhà này được lợp bằng ngói, nên người ta gọi là nhà ngói đấy. Cô có từ mới, nhà ngói. Mời các em đọc nát. Hình số 2, đây là một loài chó. Chó này sống ở trong rừng, có mõm nhọn, ăn thịt, rất nguy hiểm, nên ta gọi là chó sói đấy. Cô có từ chó sói. Mời các em đọc nào. Hình số 3, đây là hình ảnh của một người nông dân đang cắm cây lúa non xuống đất ruộng. Hoạt động này người ta gọi là cấy lúa để các em ạ. Và sau khi cấy lúa xong, cây lúa sẽ lớn lên, phát triển và cho chúng ta cho ra hạt lúa, hạt gạo mà chúng ta ăn hàng ngày đấy. Cô có từ mới, cấy lúa. Mời các em đọc nát. Hình số 4, cô nghĩ rằng tất cả bạn nào cũng biết được đây là hình ảnh của một đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời phải không nào? À, cô có từ mới, đám mây. Mời các em đọc nào. Hình số 5, đây là gì về các em? À, đây là cái còi. Còi thường dùng để báo hiệu vì khi ta thổi nó có tiếng vang rất lớn. Cô có từ mới, cái còi. Mời các em nhắc lại nào. Hình cuối cùng, hình ảnh của một bạn nhỏ đang chơi nhảy dây. Cô có từ mới, nhảy dây. Mời các em nhắc lại nào. Trước khi bắt đầu vào làm bài tập, các em hãy cùng cô đọc lại tất cả các từ ở dưới hình một lần nhé. Nhà ngói, chó sói, cấy lúa, đám mây, cái còi, nhảy dây. Nhiệm vụ tiếp theo của các em là gì? À, hãy gạch một gạch dưới tiếng có vần oi và gạch hai gạch dưới tiếng có vần ây. Cô mời các em mở sách giáo khoa và thực hành vào sách nào. Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Cô đã tìm được 3 tiếng có vần oi. Đó là tiếng ngói trong từ nhà ngói, tiếng sói trong từ chó sói và tiếng còi trong từ cái còi. Cô cũng tìm được 3 tiếng có vần ây. Đó là tiếng cấy trong từ cấy lúa, tiếng mây trong từ đám mây và tiếng dây trong từ nhảy dây. Các em có làm giống như cô không nào? Hãy thưởng cho mình một tràng pháo tay nếu mình đã làm đúng các em nhé. Còn bây giờ, hãy cùng cô nói lại các tiếng có vần oi nhé. Tiếng ngói có vần oi. Tiếng sói có vần oi. Tiếng còi có vần oi.
Nói lại cùng cô các tiếng có vần ấy nè. Tiếng cấy có vần A, tiếng máy có vần A và tiếng giấy có vần A. Ngoài những tiếng trong bài có vần oi và vần A, các em hãy tìm thêm một số tiếng có vần oi và vần A nói cho người thân của mình nghe nhé. Còn bây giờ, cô trò chúng mình cùng thư giãn một chút nhé. Bà chú heo con xây nhà, chú thì làm bằng bó rơm, chú thì làm bằng cành cây, chú thì làm bằng gạch nung. Cho sói thổi được bó rơm, cho sói hạ được cành cây, nhưng với nhà bằng gạch nung, sói ta chẳng thể làm gì. Heo út làm gì cũng lâu, nhưng đã làm thì thật kỳ, cho sói một mình bỏ đi, bà chú heo con kỳ kỳ. Làm bằng cành cây, chú thì làm bằng gạch nung. Cho sói thổi được bó rơm, cho sói hạ được cành cây, nhưng với nhà bằng gạch nung, sói ta chẳng thể làm gì. Heo út làm gì cũng lâu, nhưng đã làm thì thật kỳ, cho sói bực mình bỏ đi, bà chú heo con kỳ kỳ. Bài hát vừa rồi nhắc cho các em nhớ lại câu chuyện gì? À, chính là câu chuyện ba chú lợn con phải không nào? À, chính nhờ sự thông minh, nhanh trí của lợn út mà cả ba anh em nhà lợn đều thoát khỏi tay sói gian ác. Các em à, chú dê con trong bài tập đọc của chúng ta hôm nay cũng đang rất nguy hiểm vì gặp phải một con sói đấy. Vậy dê con có làm như thế nào để thoát khỏi tay sói gian ác đó? Cô trò chúng mình cùng đọc và tìm hiểu bài tập đọc Sói và Dê nhé! Các em có thể quan sát lên màn hình hoặc theo dõi ở sách giáo khoa, lắng nghe cô đọc mẫu. Sói và dê. Dê con đang gặm cỏ, bỗng thấy sói ở ngay trước mặt. Dù rất sợ, dê vẫn bình tĩnh nói. Để bác ngon miệng, con hát tặng bác một bài nhé. Sói đồng ý. Dê con bèn lấy hết sức hét. Ba! Ba! Ông chủ đang ở gần đó nghe thấy, liền vác gậy chạy lại, nhìn sói một trận nín thân. Phỏng theo truyền cổ Ba Tư. Trong bài tập đọc này có một số tiếng từ khó và một số tiếng từ mới các em vừa học, cô trò chúng ta cùng luyện đọc nhé. Đầu tiên, mời các em đọc với cô nào. Gầm cỏ. Gầm cỏ. Thấy sói. Thấy sói. Bình tĩnh nói. Bình tĩnh nói. Ngon miệng. Ngon miệng. Lấy. Lấy. Vác gầy. Vác gầy. Nền. Nền. Đọc lại một lần nữa nào. Cô trò mình vừa luyện đọc từ, bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang phần luyện đọc tàu cấu cả em nhé. Các em hãy đếm xem trong bài tập đọc có tất cả bao nhiêu câu. À, bài tập đọc có tất cả 7 câu đấy. Đây là câu số 1. Câu số 2. Câu số 3. Câu số 4. Câu số 5. Câu số 6. Và câu số 7.
Các em lưu ý, khi đọc câu 1, các em nhớ đọc tên đề bài. Và câu số 6 là câu ngắn, nên các em đọc liền cả câu số 5 và câu số 6 các em nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng luyện đọc từng câu. Câu số 1. Đọc cùng với cô nè. Sói và dê. Dê con đang gặm cỏ, bỗng thấy sói ở ngay trước mặt. Mời các em đọc câu số 2. Đọc cùng với cô nè. Dù rất sợ, dê vẫn bình tĩnh nói. Mời các em đọc câu số 3. Đọc lại cùng với cô nè. Để bác ngon miệng, con hát tặng bác một bài nhé. Mời các em đọc câu số 4. Đọc với cô nè. Sói đồng ý. Câu số 5 và câu số 6, các em đọc liền cả hai câu. Đọc với cô nhé. Dê con bèn lấy hết sức hét. Bê, bê. Mời các em đọc câu số 7. Đọc với cô nè. Ông chủ đang ở gần đó nghe thấy, liền vác gầy chạy lại, nên sói một trận nên thân. Cô trò mình vừa luyện đọc câu, để các em đọc dễ dàng hơn, cô đã chia bài tập đọc này ra làm hai đoạn. Đoạn 1 là 3 câu đầu, đoạn 2 là 4 câu còn lại. Cô mời các em luyện đọc theo từng đoạn nào. Lưu ý, khi đọc đoạn 1, các em đọc tên đề bài nhé. Mời các em đọc đoạn 1. Mời các em luyện đọc đoạn 2. Cô tin chắc rằng qua các bước luyện đọc vừa rồi, các em đã rất tự tin để đọc lại toàn bộ nội dung của bài tập đọc rồi đúng không nào? À, hãy cùng bạn Hà Vi đọc thật to, rõ ràng bài tập đọc này nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Miểu Khoa Hà Vi, học lớp 14 trường tiểu học Văn Lộc. Hôm nay mình sẽ đọc bài tập đọc Sói và Dê, các bạn cùng lắng nghe mình nhé. Sói và dê, dê con đang gầm cỏ, bỗng thấy sói ở ngay trước mặt. Dù rất sợ, dê vẫn bình tĩnh nói, để bác ngon miệng, con hát tặng bác một bài nhé. Sói đồng ý, dê con bèn lại hết sức hét. Bé bé, ông chủ đang ở gần đó nghe thấy, liền vác gầy chạy lại, nên sói một trận nên thân. Cô trò mình vừa đọc xong bài tập đọc Sói và Dê. Để các em hiểu hơn về nội dung của bài tập đọc này, cô trò chúng ta cùng làm một bài tập nhỏ nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô giới thiệu với các em, đây là bốn hình ảnh minh họa cho nội dung của câu chuyện Sói và Dê. Bốn hình ảnh này chưa được sắp xếp theo thứ tự đúng. Nhiệm vụ của các em là hãy sắp xếp các tranh theo đúng nội dung truyện.
bằng cách đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 vào các ô trống ở trên mỗi tranh. Để làm được bài tập này, các em cần phải nói được nội dung ở mỗi bức tranh. Bây giờ, hãy cùng cô nói lại nội dung ở mỗi tranh các em nhé. Với bức tranh này, nội dung của nó là gì? À, sói sắp ăn thịt dê đấy. Còn bức tranh này? À, dê con muốn hát tặng sói một bài để sói ngon miệng. Vậy còn tranh này thì sao? À, ông chủ nghe thấy liền vác gậy chạy lại và nện sói một trận nên thân. Còn tranh này? À, dê con hét thật to, bê, bê. Vừa rồi cô đã nói được nội dung ở bốn bức tranh, vì vậy cô đã biết được đây là bức tranh số 1 và đây là bức tranh số 2. Vậy đâu là bức tranh số 3 và đâu là bức tranh số 4? Các em hãy nhanh tay làm bài vào sách giáo khoa nhé. Kiểm tra kết quả cùng với cô nhé. Dựa vào nội dung ở tranh, cô đã đoán được đây chính là bức tranh số 3 và đây là bức tranh số 4. Vậy các em có làm giống như cô không nào? À, hãy thưởng cho mình một tràng pháo tay nếu mình đã làm đúng nhé. Sau khi hoàn thành bài tập, các em có thể kể lại câu chuyện này cho người thân của mình nghe đấy. Vì cô thấy rằng câu chuyện này không những hay mà rất ý nghĩa nữa. Dê con của chúng ta rất thông minh, nhanh trí để thoát thân. Đó, các em hãy lấy đó làm bài học cho mình các em nhé. Tiếp theo, cô cho chúng ta cùng chuyển sang phần luyện viết. Lắng nghe cô nêu yêu cầu của phần luyện viết ngày hôm nay. Hôm nay, các em sẽ luyện viết chữ ghi vần oi, chữ con voi, chữ ghi vần a, chữ cây dừa, cỡ chữ vừa, và chữ con voi, chữ cây dừa, cỡ chữ nhỏ. Mời các em chú ý quan sát, lắng nghe cô nêu quy trình viết. Đầu tiên, chữ ghi vần oi. Các em viết con chữ o trước, con chữ y sau. Chú ý nét nối giữa o và y. Tiếp theo, chữ con voi. Các em viết chữ con trước, chữ voi sau. Chú ý nét nối giữa cơ và on, vờ và oi. Khoảng cách giữa chữ con và chữ voi là một con chữ o. Tiếp theo, chữ ghi vần a. Các em viết con chữ ở trước, con chữ y sau. Chú ý nét nối giữa ở và y. Chữ cây dừa. Các em viết chữ cây trước, chữ dừa sau. Chú ý dấu huyền đặt trên con chữ ư và khoảng cách giữa chữ cây và chữ dừa là một con chữ o. Tiếp theo, chữ con voi cỡ chữ nhỏ. Các em viết chữ con trước, chữ voi sau và khoảng cách giữa chữ con và chữ voi là một con chữ o cỡ chữ nhỏ, và tất cả các con chữ đều có độ cao một ô ly. Chữ cây dừa. Khi viết, các em viết chữ cây trước, chữ dừa sau. Chú ý, chữ y dài có độ cao 2 ô ly rưỡi, chữ dừa có độ cao 2 ô ly và dấu huyền đặt trên con chữ ư. Khoảng cách giữa chữ cây và chữ dừa là một con chữ o cỡ chữ nhỏ. Mời các em hãy lấy bảng con ra và cùng cô luyện viết nào.
Tiếp theo, các em luyện viết cỡ chữ nhỏ. Ở nhà, các em cố gắng luyện viết bảng con thật nhiều lần để viết đúng và viết đẹp các em nhé. Còn bây giờ, hãy lắng nghe cô Niu yêu cầu của phần luyện viết vở nhé. Hôm nay, các em sẽ viết một dòng vần oi, một dòng con voi, một dòng vần ây và một dòng chữ cây dừa, cỡ chữ vừa. Và một dòng chữ con voi, cây dừa, cỡ chữ nhỏ ở vở luyện viết. Trang số 3. Khi viết, các em lưu ý những dấu chấm là những điểm đặt bút. Và hãy cố gắng giữ cho trang vở của mình luôn sạch đẹp các em nhé. Bài viết này các em sẽ hoàn thành sau khi tiết học của chúng ta kết thúc. Rất mong quý vị phụ huynh luôn đồng hành để các em hoàn thành tốt bài học của mình. Cô trò mình vừa hoàn thành xong bài 100, vần oi và vần ây. Ở nhà các em cố gắng đọc lại bài và hoàn thành bài viết nhé. Tiết học của cô trò mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.